Hey yo, what's up? Sư đây nào? Khánh, welcome to my vlog. Hai vlog này đã cứ dừng chân thì Vikiri Rom Resort hai dừng thôi nè. Tới căn small loy làm vậy. Từ trong hướng kia nên nóng bật ở hai dừng nơi chung nên nóng nè. Yeah, camping nơi small loy. Chẳng yeah, cùng lịch tạm nè nào khánh. Hai cùng lịch chơi subscribe không? Này, chẳng là dừng nghiệp tới cùng chẳng khánh hai dừng chân nào từ mong. Ok, ok là dừng cùng nghiệp chẳng tới. Đi chỉ con, làm nè. Sư đây. Chẳng chăm chút nên là tạm lời to được, ok. Yeah. Ok, chẳng là dân gặp bóng ở chim nà, thôn nà ta ấy. Đi tệ sửa cho mình luôn về tạm lời tới thêm một lối nữa. Chẳng lợi dương ở vùng nơi tạm lời tới. Và anh xong nào là tích. Và hai ai chô mà mỏng ấy bằng đó có mình đăng ấy không được. Còn đăng này chẳng. Thì là chẳng ta nào ngó đi lại vùng nơi làm sao sao. Thế chẳng lợi nâng như ta được đó vùng mua lia ấy. Hay vùng mua lia ấy chứ nào. Vùng mua lia có anh đăng ấy. Không bị tăng hay là lấy bông người chơi nà từ thơ à từ thơ chơi nà từ thò lôi này từ tham gì hoặc là hồi đó thò lọc gặp lại chẳng lại những công trình nà từ đây thằng này chẳng dạ tôi mới to tiện let's go. Dương có bông thơm nè. Đã con sân để xa. Dương xong cái lãng lời chào chỉ con của bạn tích. Làm bạn tích cái cứ bạn lăng. Nâng ơi. Chẳng phùng ta bà đã con. Tích chất đó lại. Chẳng kìa. Chúc mẹ ta đó thêm một lối năm đó nè. Ok ba, chẳng lời ba mà đó đây. Đó là mình tên. Yeah. Rồi. Ờ hả. Chị bà hai chỗ Phi màu. Với nó tầng chốc tầng ấy chết. Mẹ cái này hỏi những chị cắn. Chân những thầy chốc mẹ ra là mấy tốt cả lặng. Mòn chói hết đi nè. Ok. Ngay chân bật off bây giờ bàn mà đo một lời hay là lấy không hề hiểu chăm còn lại thì đẹp cho hứng hay thì tiếp bây giờ đã họ off làm bay tục cắt lên những năng phổi nơi một lời dục lớn từ chạc lăng à chân đừng thử thiềm cả ai chạc kia làm bay pẹt này chân lấy người ta họ off sân làm bay tục cắt lên hiệp năng ok ba vuông bà mỏ off làm bay tục thiềm dục năng ba thôi học đi mà có ở hai hai có bông đã bật cắt lên hai ở bên phòng ngồi nhé bạn chờ đã đặng tha cục ở tế mà dụng nâng
នឹងអីតំបងមក5នាក់ដល់ពេលឥឡូវ2នាក់ទៀតគេមានភារកិច្ចត្រូវធ្វើអីវិញនៅសាលាអញ្ចឹងយើងសល់តែ3នាក់ទេនឹងអីណាឥឡូវពងរៀបចំហឹងគេងអីមកដូចអំណោយផលបងអឺគេងហឹងទាំង3នាក់ហើយដាំឈើ3ជ្រុងហ្មងអញ្ចឹងយើងចង់ជាលក្ខណៈត្រីកោណហ្មងហើយគេងដំណឹងហើយហើយបាទហឹងមែន3ចង់ជាលក្ខណៈត្រីកោណខប3ដែរហ្មងបាទហើយហឹងនេះខ្ញុំយកមកហ្នឹងគឺលក្ខណៈផ្សេងហងហាអាកប៉ៅវាហ្នឹងគឺកបោបសម្រាប់ដាក់ហឹងទៅយើងមកហ្នឹងហ្មងហើយយើងអាចធ្វើកប៉ៅសម្រាប់ដាក់បានយើងពេលយើងគេងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខាប់ខាប់អូខេឥឡូវយើងកំពុងញ៉ាំបាយអឺមានដូចជាមន់ស្ងោរអីឆាមន់ហើយនៅសាច់អាំងទៅញ៉ាំភុំមុនហ្នឹងហើយនៅមានគ្រួឲ្យមានបោះទុកញ៉ាំកំដរអារម្មណ៍យប់ហ្នឹងដែរបាទយើងនៅជុំគ្នា3នាក់យើងត្រូវរកបរិយាកាសមកសុខសบายដើម្បីកុំឲ្យយើងធុញហើយយើងនៅ3នាក់ទេសុខសบายបន្ទាប់ពីយើងបានញ៉ាំបាយហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងទៀតគេឥឡូវហ្នឹងម៉ោង9ជាងហើយដូចថាអីមុនហ្នឹងពួកខ្ញុំឡៃកុយយាគេគឺយើងអាចទៅកាសេស្ប៉ារីសរងមកហើយឥឡូវយកໄປមើលអត់ឃើញទេខ្ញុំប្រាប់បាល់ដើម្បីធ្វើយើងផ្លាស់ឡៃមួយថតចឹងឥឡូវដូចថាដែរយើងសំសំអស់អស់យើងនៅសល់យើងតិចដែរហើយចាំទៅយើងថាថាសំសំអស់ណាទុកពេលយប់ហេឡូល្ងាខ្លាំងទៅយើងយកអស់នេះមកប្រើការដើម្បីពើនេះទៅតឡើងស្រីតណាភាពទៅកុំឲ្យយើងគេងអត់លក់អីចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រឈប់ប្រកាត់អស់សិនដើម្បីទុកអស់ទុកពេលយប់ឡើងហេឡូល្ងាខ្លាំងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវប្រហែលម៉ោង3ហើយឥឡូវយើងល្ងាពេកអូកាត់ភ្លើងសិនអូខេរុនស្រីណាអូអឺឥឡូវមកបោះហាន3ជើងឲ្យពួកយើងមកហៀបតាមបានដើម្បីដល់ដល់វិញណាស Okay ចឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះគឺថ្ងៃអឺស្អែកបន្ទាប់ពី vlog របស់ខ្ញុំទៅគិរីរំហ្នឹងហើយអាពេលខ្ញុំមកដល់ដុំវិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអស់កម្លាំងចឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើ outro ទេចឹងយេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ផងយេចឹងជួបគ្នានៅ vlog ក្រោយទៀតអូខេ roll the outro